Thi Thiên 118. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nguyện Israel nói rằng, lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nguyện nhà A-rôn nói rằng, lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nguyện những người kính sợ Đức Giê-hô-va nói rằng, lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Trong cơn gian truân, tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đáp lời tôi và đặt tôi nơi rộng rãi. Đức Giê-hô-va bênh vực tôi chẳng sợ. Loài người sẽ làm gì tôi? Đức Giê-hô-va bênh vực tôi, Ngài là đấng giúp đỡ tôi. Tôi sẽ thấy kẻ thù mình bị đánh bại. Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy loài người. Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy vua chúa. Các nước đã vây tôi, tôi nhân danh Đức Giê-hô-va mà hủy diệt chúng. Chúng bao vây tôi, bủa khắp bốn bề, tôi nhân danh Đức Giê-hô-va mà hủy diệt chúng. Chúng bao vây tôi khác nào đàn ông, nhưng chúng bị dập tắt như ngọn lửa gai. Tôi nhân danh Đức Giê-hô-va mà hủy diệt chúng. Ngươi sâu ta mạnh để ta ngã quỵ, nhưng Đức Giê-hô-va giúp đỡ ta. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là bài ca của ta. Ngài trở nên sự cứu rỗi ta. Trong trại người công chính có tiếng vui mừng cứu rỗi. Tay phải Đức Giê-hô-va làm những việc lớn lao. Tay phải Đức Giê-hô-va giơ cao lên. Tay phải Đức Giê-hô-va làm những việc lớn lao. Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống để thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đã sửa phạt tôi cách nghiêm khắc, nhưng không phó tôi vào sự chết. Hãy mở cho tôi các cửa công chính, tôi sẽ bước vào để ca ngợi Đức Giê-hô-va. Đây là cửa của Đức Giê-hô-va, những người công chính sẽ vào đó. Con sẽ cảm tạ Chúa vì Chúa đã đáp lời con và trở nên sự cứu rỗi của con. Hòn đá mà thợ xây lòi ra đã trở nên đá góc nhà. Đó là việc của Đức Giê-hô-va. Một điều kỳ diệu dưới mắt chúng con, này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên. Chúng con sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy. Đức Giê-hô-va ơi, xin giải cứu chúng con. Đức Giê-hô-va ơi, xin cho chúng con được thịnh vượng. Đáng ca ngợi đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến. Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va, chúng con chúc tụng Ngài. Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho chúng con ánh sáng. Hãy lấy dây cột sinh tế vào các sừng bàn thờ. Chúa là Đức Chúa Trời của con. Con sẽ cảm tạ Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời của con. Con sẽ tôn cao Ngài. Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Văn thứ nhất, chương 2. Hỡi các con bé nhỏ của ta, ta viết cho các con những điều này để các con không phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng biện hộ với Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giê-xu Christ, đấng công chính. Chính Ngài là tế lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội của chúng ta mà thôi, nhưng còn vì tội của cả thế gian nữa. Bởi điều này chúng ta biết rằng mình đã nhận biết Ngài, ấy là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. Người nào nói tôi biết Ngài mà không vâng giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, và sự chân thật không ở trong người ấy. Nhưng ai vâng giữ lời Ngài thì sự kính mến Đức Chúa Trời thật là hoàn hảo trong người ấy. Nhờ đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì phải bước đi như chính Ngài đã bước đi. Thưa anh em yêu dấu, đây không phải là điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là điều răn cũ mà anh em đã có từ ban đầu. Điều răn cũ này là lời anh em đã nghe. Tuy nhiên, tôi cũng viết cho anh em một điều răn mới, là điều chân thật trong Ngài và trong anh em. Vì bóng tối đã tan rồi và ánh sáng thật đang chiếu sáng. Người nào nói mình ở trong ánh sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong bóng tối. Ai yêu thương anh em mình thì ở trong ánh sáng, nơi người ấy không có điều gì gây cho vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, bước đi trong bóng tối
và không biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm mù mắt người. Hỡi các con bé nhỏ, ta viết cho các con, vì tội các con đã nhờ danh Ngài mà được tha thứ. Thưa các phụ lão, tôi viết cho các ông, vì các ông đã biết đấng hiện hữu từ ban đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho các bạn, vì các bạn đã chiến thắng ma quỷ. Hỡi các con bé nhỏ, ta viết cho các con, vì các con biết Đức Chúa Cha. Thưa các phụ lão, tôi viết cho các ông, vì các ông biết đấng hiện hữu từ ban đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho các bạn, vì các bạn mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các bạn, và các bạn đã chiến thắng ma quỷ. Chớ yêu thế gian cùng những gì trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì tình yêu của Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo về cuộc sống, đều không đến từ Đức Chúa Cha, mà đến từ thế gian. Thế gian với những dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Hỡi các con bé nhỏ, đây là giờ cuối cùng. Các con đã nghe nói kẻ chống đấng Christ phải đến. Thì hiện nay, có nhiều kẻ chống đấng Christ đã đến. Do đó, chúng ta biết đây là giờ cuối cùng. Chúng xuất phát từ chúng ta, nhưng không thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng thuộc về chúng ta, thì phải ở với chúng ta. Điều này xảy ra để minh chứng rằng tất cả những kẻ ấy không thuộc về chúng ta. Nhưng các con đã được sức dầu bởi đấng thánh, và tất cả các con đều có sự hiểu biết. Ta viết cho các con, không phải vì các con không biết chân lý, mà vì các con đã biết chân lý và hiểu rằng chẳng có điều gì dối trá ra từ chân lý. Ai là kẻ nói dối nếu chẳng phải là kẻ không thừa nhận Đức Chúa Giêsu là đấng Christ? Ấy là kẻ chống đấng Christ. Kẻ không thừa nhận Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Ai không thừa nhận Con thì cũng không có Cha. Ai xưng nhận Con thì cũng có Cha. Về phần các con, hãy giữ điều các con đã nghe từ ban đầu ở trong các con. Nếu điều đã nghe từ ban đầu luôn ở trong các con, thì các con sẽ ở trong Con và trong Cha. Và sự sống đời đời là điều chính Ngài đã hứa cho chúng ta. Ta viết cho các con những điều này liên quan đến những kẻ lừa dối các con. Về phần các con, sự sức dầu mà các con đã nhận từ Ngài ở trong các con, và các con không cần ai dạy mình cả. Vì sự sức dầu của Ngài dạy các con mọi điều, và sự sức dầu ấy là thật, không phải giả dối. Hãy cứ ở trong Ngài, như sự sức dầu ấy đã dạy các con. Và bây giờ, hỡi các con bé nhỏ, hãy ở trong Ngài, để khi Ngài hiện ra, chúng ta có thể dạn dĩ, không hổ thẹn trước mặt Ngài lúc Ngài đến. Nếu các con biết Ngài là công chính, thì hãy biết rằng người nào làm điều công chính đều ra từ Ngài. Ê-xê-chi-ên chương 41. Sau đó, người ấy đem tôi vào trong đền thờ, và người ấy đo các trụ. Các trụ có bề ngang 3 mét mặt này và 3 mét mặt kia, tức là bằng bề ngang của các trụ đền tạm thổi xưa. Chiều ngang của cửa vào là 5 mét, 2 mét rưỡi bên này, 2 mét rưỡi bên kia. Người ấy đo phía ngoài đền thánh, có chiều dài 20 mét và chiều ngang 10 mét. Người ấy vào bên trong và đo các trụ cửa vào là 1 mét, chiều cao của cửa là 3 mét và chiều rộng của cửa 3 mét rưỡi. Người ấy đo phía trong cùng của đền thánh, chiều dài 10 mét, chiều rộng 10 mét. Người ấy nói với tôi, đây là nơi chí thánh. Rồi người ấy đo tường của đền thờ dày 3 mét, chiều ngang của những phòng bên hông khắp chung quanh nhà là 2 mét. Những phòng bên hông có 3 tầng, mỗi tầng 30 phòng. Những phòng ấy giáp với một bức tường chạy chung quanh đền thờ, dùng làm cái đà cho các phòng bên hông, để chúng không gác lên trên tường đền thờ. Những phòng bên hông càng lên cao càng rộng. Công trình kiến trúc chung quanh đền thờ được xây theo kiểu càng lên cao tường càng hẹp, cho nên phòng càng lên cao càng rộng. Người ta đi lên từ tầng dưới đến tầng trên xuyên qua tầng giữa.
Tôi cũng thấy đền thờ nằm trên một cái nền cao bằng một cây sào, tức là 3 mét. Nền của các phòng bên hông cũng vậy. Bề dày của tường ngoài của các phòng bên hông là 2 mét rưỡi. Tường ấy dài hơn nền của các nhà bên hông là 2 mét rưỡi. Khoảng cách giữa các phòng bên hông đền thờ và các phòng khác rộng 10 mét, chạy chung quanh đền thờ. Những cửa của các phòng bên hông mở ra về phần đất trống. Một cửa hướng về phía bắc, một cửa hướng về phía nam, và phần đất trống đó rộng 2 mét rưỡi. Tòa nhà đối diện với sân đền thờ về hướng tây rộng 35 mét. Tường bao quanh tòa nhà ấy dày 2 mét rưỡi, dài 45 mét. Tiếp theo, người ấy đo đền thờ dài 50 mét, khoảng sân đền thờ, tòa nhà với tường của nó cũng dài 50 mét. Chiều ngang của mặt tiền tòa nhà và sân đền thờ về phía đông là 50 mét. Kế đó, người ấy đo chiều dài của các tòa nhà đối diện với sân phía sau đền thờ, kể cả hành lang hai bên là 50 mét. Đền thờ phía trong và phía ngoài, các tiền sảnh đối diện hành lang, các ngưỡng cửa, các cửa sổ chắn sông, các hành lang chung quanh ba tầng ấy, phía trước các ngưỡng cửa, tất cả đều bọc bằng ván chung quanh. Từ đất đến các cửa sổ, và các cửa sổ đều được che lại. Trên cửa, bên trong và bên ngoài đền thờ, khắp tường chung quanh, bề trong và bề ngoài, đều chạm hình các cherubim và hình các cây chà là. Một cây chà là ở giữa hai cherubim. Mỗi cherubim có hai mặt. Một mặt hướng về hình cây chà là phía bên này, một mặt sư tử tơ hướng về hình cây chà là phía bên kia. Khắp cả đền thờ đều chạm như vậy. Từ dưới đất lên đến cửa ra vào, người ta chạm hình cherubim và cây chà là trên tường của đền thờ. Các khung cửa của đền thờ hình vuông và mặt trước của nơi thánh cũng giống như vậy. Một bàn thờ bằng gỗ cao 1,5 mét, dài 1 mét. Các góc, bệ và những cạnh của bàn thờ đều bằng gỗ. Người ấy bảo tôi rằng đây là cái bàn ở trước mặt Đức Giê-hô-va. Đền thờ là nơi thánh có hai cửa, mỗi cửa có hai cánh khép lại được. Cửa này hai cánh, cửa kia hai cánh. Có những cherubim và những cây chà là chạm trên cửa đền thờ cũng như trên tường. Có một mái hiên bằng gỗ trước tiền sảnh phía bên ngoài. Trên tường của tiền sảnh là những cửa sổ chắn sông có chạm những hình cây chà là ở hai bên. Các phòng bên cạnh đền thờ và mái che cũng được trang trí như vậy. Ezechiel chương 42. Sau đó, người ấy dẫn tôi vào hành lang ngoài về phía bắc và đem tôi vào phòng đối diện với sân đền thờ và đối diện với tòa nhà ở phía bắc. Mặt tiền của tòa nhà phía bắc có chiều dài 50 mét, chiều ngang 25 mét, tiếp giáp với một khu vực 10 mét thuộc sân trong và một khu vực đối diện với nền được lát đá thuộc sân ngoài, là hành lang 3 tầng. Phía trước các phòng có đường đi rộng 5 mét và phía trong có một con đường rộng nửa mét. Các cửa phòng đều xây về hướng bắc. Những phòng trên thì hẹp hơn những phòng dưới và những phòng giữa, vì bị các hành lang chón chỗ. Các phòng ở tầng 3 không có cột như ở hành lang, nên những phòng trên và những phòng giữa phải thụt vào và hẹp hơn những phòng dưới. Bức tường ngoài chạy dọc theo các phòng về phía hành lang ngoài và đối diện với các phòng, đo được 25 mét. Chiều dài của các phòng ở hành lang ngoài là 25 mét, còn các phòng đối diện với đền thờ dài 50 mét. Dưới các phòng ấy, về phía đông, có một cửa cho những người từ hành lang ngoài đi vào. Cũng có những phòng dọc theo chiều ngang của tường hành lang về phía đông, ngay trước sân và đối diện với đền thờ. Có một con đường phía trước các phòng ấy, cũng như phía trước các phòng về hướng bắc. Tất cả các phòng ấy đều có chiều dài và chiều ngang bằng nhau. Tất cả các lối ra, lối vào đều có kích thước giống nhau. Các cửa phòng phía nam cũng giống như vậy. Ở đầu đường có một cái cửa để người ta đi vào đối diện với bức tường phía đông. Bây giờ người ấy bảo tôi rằng các phòng phía bắc và các phòng phía nam ngay trước sân đền thờ là những phòng thánh, là nơi các thầy tế lễ đến gần Đức Giê-hô-va để ăn những tế lễ rất thánh. Các thầy ấy sẽ để ở đó những tế lễ rất thánh
tế lễ chay, tế lễ chuộc sự mắc lỗi và tế lễ chuộc tội vì nơi đó là thánh. Khi đã vào nơi thánh rồi, các thầy tế lễ không được ra khỏi nơi thánh để ra sân ngoài cho đến khi họ cởi và để lại các y phục đã mặc, vì những y phục ấy là thánh. Họ phải thay y phục khác trước khi đến gần nơi dành cho dân chúng. Sau khi đã đo phía trong nhà rồi, người ấy đem tôi ra qua cổng phía đông và đo chung quanh đền thờ. Người ấy dùng cây sào đo phía đông được 250 mét, người ấy dùng cây sào đo phía bắc được 250 mét, người ấy dùng cây sào đo phía nam được 250 mét, người ấy trở qua phía tây để đo được 250 mét. Như thế, người ấy đo bốn phía tường chung quanh đền thờ, chiều dài 250 mét, chiều rộng 250 mét. Tường này dùng để phân biệt nơi thánh với nơi phàm.